Xin chào cả nhà đã đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Ở đây là ở đâu? Ở đây là thành phố Edmonton, Canada. Hôm nay lạnh quá quý vị ơi. Hôm nay là trừ 25 độ C, âm 25 độ C đó. Trước mặt quý vị là cái thành phố của Edmonton đó. Mình sẽ đưa quý vị đi tham quan cái cảnh của người vô gia cư. Họ sống trong những cái ngày thật là lạnh quý vị ơi, trừ 25 độ. Mình đi ra ngoài mình cũng lạnh nữa, mà mình không biết là họ sống sao. Cái bãi đậu xe, quý vị có thể đậu xe và trả tiền ở đây nếu mà quý vị tới đây làm những cái gì á. Tuyệt rơi nhiều mấy cm hả quý vị, đó trước mặt quý vị ở bên trái đó, cái chỗ đó là cái chỗ mà những cái người vô gia cư ở đó. Mà hôm nay là rất là lạnh, hôm nay là trừ 25 độ đó. Giờ mình chỉ có chạy xe quay cho quý vị xem thôi á, ở ngoài rất là lạnh. Phía tay phải của quý vị đó, là mình sẽ quay một vòng nữa, quay lùi lại một vòng nữa cho quý vị xem cho rõ ha. Phải quý vị đó đó. Không biết là quý vị có nhìn rõ không á. Mình ngồi trên xe thì mình chỉ chăm lo lại xe thôi chứ mình cũng thấy không có rõ mấy. Phải dừng xe lại, mình ráng đi xuống mình quay gần gần cho quý vị xem á, cho nó rõ chút xíu. Để mình chạy mình kiếm cái chỗ nào mình đậu á, đậu xe xong rồi mình xuống mình ráng mình quay cho quý vị xem á. Mà hôm nay lạnh lắm, đi ra ngoài lâu mình cũng sợ lạnh nữa. Quý vị đợi mình chút xíu ha, gần tới rồi. Mình sẽ quay lại cái chỗ đó cho quý vị xem ha.
đi bộ á, mặt đi bộ mình quay đây một vòng cho quý vị xem cho rõ. Giờ thì mình cũng không có thấy ai ở trong đó cả, không biết là họ còn ở trong đó không. Mình cũng có nghe cái tiếng máy, mà tiếng máy như là cái máy mà máy gì đó mà kêu 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 mà đó, mình cũng thấy khói kìa, họ cũng đổ gì đó để cho ấm. Cái đó cũng có cái máy đó, ồ giống như cái máy chạy điện vậy quý vị. Thì mình nghĩ là chắc chắc là trong này cũng có người đang ở. Không biết là quý vị có nghe rõ không, tại vì ở đây tuyết đó, thì mình đi là nó kêu dữ lắm. Quý vị đi ở ngoài biển vậy đó, ở đất cát thì nó cũng kêu như vậy đó quý vị. Lạnh quá quý vị ơi, trừ 25 độ lạnh quá. Vậy mình mới đi có mấy phút thôi mình cảm giác nó lạnh dữ rồi. Thì cũng có gió nữa quý vị ơi, trừ 25 độ mà cộng gió nữa cộng thành trừ 30 37 độ đó. Đây, quý vị cũng thấy đây có cái bình ga này, họ dùng để cho nó ấm. Có rơi một đêm thôi, một ngày thôi mà nó phục được bao nhiêu đó rồi quý vị ơi. Cả tháng này thì không có cái không có giọt nào hôm qua và hôm nay thôi mà nó nhiều như vậy đâu. Đây rất có nhiều chỗ vô gia cư như vậy, đây không phải là một chỗ à. Để mình chạy vòng vòng coi có cái chỗ nào được không, mình quay cho quý vị xem ạ. Cho mình mà đi bộ chắc đi không nổi tại nó lạnh quá. Để mình quay cho một vòng ở đây cho quý vị xem xung quanh đây là gì à? Phía bên trái của quý vị đó cũng có người vô gia cư họ sống ở đó đó. Chỗ này cũng gần cái chỗ mà vừa mới quay xong á, xuống đây thì khoảng chừng cỡ 3 4 lóc đường thôi, mà trước mặt quý vị đó là cái trung tâm thành phố của Edmonton đó. Ở đây cũng có nữa quý vị nè, đi xuống đây khoảng chừng 2 3 lóc đường nữa, phía tay phải, bên tay phải quý vị đó cũng có người vô gia cư. Thời gian mà cái thời tiết nó lạnh như vậy đó, họ giúp người ta
Quý vị nhớ cái chỗ này không? Cái chỗ này là cái chỗ lần trước tôi có quay cho quý vị xem rồi đó. Lúc đó mà 3-4 độ cận đó thì nó ấm lắm. Bây giờ tôi chạy qua đây một vòng ha, chạy một vòng cho quý vị xem ha. Đó, bên trái đó là người ta ở đó. Ở đây thì lần trước quý vị có xem rồi ha. Ồ, quý vị thấy không? Trước mặt và bên trái của quý vị đó, đó là những người mà của thành phố họ đưa xuống để mà dọn dẹp và giúp những cái người vô gia cư đó đó. Đây cũng có đó quý vị nè. Đây mà cũng gần với phố tàu đó. Trước mặt quý vị kìa đó. Để mình chạy vòng cho quý vị xem ha. Lạnh quá không dám ra. Trái của quý vị kìa đó, đó cũng là. Thôi xin chào quý vị ha, hẹn lại quý vị gặp video lần sau ha. Trước mặt quý vị là thành phố Edmonton đó. Xin chào quý vị, bye bye.